Chỉnh bản lề dễ như ăn kẹo. 1. Chỉnh sang trái, phải bằng ốc vít ngoài cùng. Lưu ý, sử dụng vặn vít chứ không phải máy bắn vít để đỡ bị trờn ốc vít và quá tay nha. 2. Chỉnh độ khít hở của cánh bằng ốc trong cùng. 3. Chỉnh cánh lên xuống bằng ốc trên và dưới. Đơn giản chỉ có vậy, quan trọng là thực hành nhuần nhuyễn khéo léo để có cánh tủ đẹp.